Bản Giao Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Mùa xuân đã về, sắc xuân không chỉ hiện diện trên hoa lá cỏ cây. Mùa xuân còn đang ùa về trong lòng người với bao tình cảm, yêu thương, ấm áp. Buổi gói bánh chưng này do Bộ đội Biên phòng Bản Giàng tổ chức. Những chiếc bánh chưng truyền thống mang theo cả hương vị của tình quân dân sẽ được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản Giao Tre. Đây là một trong những hoạt động của chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản, một hoạt động thường niên của những người lính biên phòng Hà Tĩnh nhằm chăm lo, bảo đảm Tết cho đồng bào dân tộc và bà con nhân dân khó khăn trên các tuyến biên giới vùng sâu vùng xa, giúp bà con có một cái Tết đủ đầy. Các chú bộ đội đến từng nhà trao tặng quà và tổ chức những Tết trao tặng quà cho bà con, thì cũng có bánh chưng, thịt lợn, cá, hay nếp để cho bà con ăn Tết, thì bà con rất chi là vui mừng. Để tổ chức cho đồng bào dân tộc chất ở bản Giao Tre vui Tết đón xuân thì anh em cũng đã chú trọng một số hoạt động như đùm bánh chưng, rồi vui Tết như đàn chất bon, rồi kèn môi cho bà con hoạt động văn hóa văn nghệ, cũng như phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương mà trực tiếp là các tổ chức hội đoàn quần chúng để đồng bào có một vấn đề hòa nhập đối với đồng bào các cái dân tộc khác và đã có những cái phần quà để giúp đỡ đồng bào vui Tết lành mạnh, động viên đồng bào trong đời sống vật chất và phát triển kinh tế với phương châm là không để ai ở lại phía sau. Năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19, nhiều gia đình khu vực biên giới gặp khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà bà con luôn được các đồn biên phòng quan tâm vì mục tiêu chung tay lo Tết cho người nghèo. Chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản năm nay gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thi gói bánh chưng, tặng quà, các nhu yếu phẩm như chăn ấm, áo ấm, lương thực thực phẩm, theo tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm chăm lo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đối với lại bà con trên hai tuyến biên giới với mục đích là muốn là bà con có một cái Tết ấm no, đầy đủ, không để những hộ nào mà thiếu Tết. Đồng thời kết hợp với đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là trong quá trình Tết thì bà con sẽ có những cái số mà đi làm ở xa về, thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch đấy là làm sao đó đảm bảo là số về đón Tết ở địa phương ấy là đảm bảo được cái phòng chống dịch. Từ chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản, hàng trăm suất quà Tết đã được trao tặng tới tận tay bà con đang gặp khó khăn trên tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, giúp bà con đón một cái Tết ấm cúng đủ đầy, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.